Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ Blend để chuyển nhật ở giữa. Chúng ta để đổi màu, ví dụ như chúng ta đổi sang màu xanh thì màu cũng sẽ chuyển dần từ màu hồng sang màu xanh. Ở giữa hình chữ nhật chúng ta có một cái tay cầm để có thể thay đổi được độ cong của các hình chữ nhật ở giữa. Chúng ta có thể thêm điểm để chỉnh sửa độ cong khác nhau. Chúng ta thay đổi tay cầm để thay đổi hướng chuyển của hình chữ nhật. Chúng ta có thể thay đổi tính chất của hình chữ nhật thứ hai. Thế là chúng ta sẽ bo tròn góc của hình chữ nhật, và các bạn cũng thấy là giữa hình chữ nhật thứ nhất và hình chữ nhật thứ hai chúng ta cũng sẽ có hai màu khác nhau của các vật thể. Trước hết chúng ta chọn vào công cụ Blend, Icon Blend và Blend Option, và chúng ta chọn 6 hình chữ nhật ở giữa với độ chuyển bo cạnh tăng dần. Và bây giờ chúng ta thử chuyển từ hình tròn sang hình ngôi sao. Chúng ta chọn hình tròn trước, sau đấy chọn hình ngôi sao. Và chúng ta sẽ thấy hình tròn dần dần biến đổi thành hình ngôi sao. Và màu sắc cũng chuyển dần từ màu xanh sang màu hồng. Chúng ta cũng có thể dùng Angle Tool để có thể thay đổi độ cong của các đối tượng chuyển. Chúng ta sẽ chuyển tiếp theo là hình mũi tên to đến nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Smooth Color. Các bạn cứ ấn chuột, đầu tiên chúng ta sẽ chọn mũi tên to và sau đấy ấn chuột vào mũi tên nhỏ. Các bạn có thể thấy màu của hai màu được chuyển rất là mịn. Ở giữa hai hình mũi tên sẽ có hàng nghìn hình mũi tên nhỏ để tạo thành một độ chuyển mịn. Specific Step hoặc Smooth Color chứ không tách ra thành 6 hình mũi tên như trước. Chúng ta tạo ra một hình chữ nhật màu vàng. Đây chúng ta copy và di chuyển xuống dưới. Chúng ta sẽ đổi màu của hình chữ nhật dưới là màu xanh. Sau đấy chúng ta chọn hai vật thể, sau đấy kích hoạt Blend Option Tool. Khi chúng ta bỏ chọn phần fill, tức là màu sắc bên trong, chúng ta có thể nhìn được tay cầm và đường bạc. Chúng ta chọn Smooth Color và chúng ta chuyển giữa hai hình chữ nhật bao của vật thể. Chúng ta vào Object Append. Fill và Object được kích hoạt. Thì tất cả sẽ được phủ màu
chúng ta chọn S Selection Color. Các bạn vào trong bảng Watch, chúng ta thể chọn màu Gradient. Nếu như ở Specify Step chúng ta chọn 5 hoặc 6 số lượng thì ở giữa chúng ta sẽ xuất hiện 6 hình chữ nhật. Để các bạn thử ấn OK. Khi chúng ta ấn chuột vào đối tượng để blend thì chúng ta sẽ kích hoạt cái lệnh blend. Các bạn có thể thấy có 6 hình chữ